không có thích đọc sách. Hồi đi học cũng có mua rất là nhiều sách về nhưng mà không có đọc. Thì lần này rất là tò mò là sao mọi người lại giới thiệu nhiều như vậy, không phải là một hai bạn giới thiệu mà rất là nhiều bạn giới thiệu luôn. Nên là thôi, thử chiều lần các bạn mình cũng mua về để tìm hiểu xem sao. Hello, xin chào mọi người. Đây là cái video thứ hai của My nè. Sau cái lần hôm trước mà chia sẻ cái video về cái bảo bối học tiếng Anh của My á, thì My rất là bất ngờ tại vì mọi người ủng hộ rất là nhiều luôn, có rất là nhiều bạn inbox cho My để mà cùng chia sẻ về cái vấn đề học tiếng Anh. Ngoài ra thì các bạn còn giới thiệu ngược lại cho My một cái gọi là bảo bối học tiếng Anh của các bạn đó. Đó là một cái bộ sách rất là thần kỳ. Và bộ sách thần kỳ mà My nói tới chính là sách tiếng Anh cơ bản của Eli. À, khoảnh khắc mà nhận cái bộ sách này trên tay, phải nói là sao ta? Mình bị bất ngờ á, tại vì nhìn rất là bắt mắt luôn. Đây, bộ sách còn có 2 tập, tập 1 và tập 2. Các bạn biết gì không, bộ sách này được in màu toàn bộ luôn, tất cả các trang bên trong đều được in màu. Nhấn mạnh nha, tại vì thực sự thì hình như biết là không có bộ sách tiếng Anh nào được in màu toàn bộ như vậy. Nên là nhìn rất là tạo cho mình cái cảm hứng làm cho mình muốn học ngay. Nó không nhàm chán những cái bộ sách mình chỉ in trắng đen một chút giờ mới biết á. Và cái bộ sách này á không chỉ đẹp đâu mà nội dung nó mang lại còn vô cùng bổ ích luôn. Theo như My tìm hiểu thì đã có khoảng hơn 100.000 các bạn học viên trên cả nước đang sử dụng cái bộ sách này. Và cái bộ sách này đã mang lại rất là nhiều thành tích cho các bạn đó, như là được 999 tiếng Anh nè, hay là từ một bạn học kém tiếng Anh cho đến thi học sinh giỏi tiếng Anh. Ngoài ra thì có rất là nhiều bạn nhờ bộ sách này mà giao tiếp thành thạo được với tay nữa. Chà, nhìn mà ngưỡng mộ quá. Nhưng mà My tin là sau khi mà học xong cuốn sách này thì My ít nhất là cũng sẽ làm được một phần nào đó giống như vậy. Và tai nghe thì không bằng mắt thấy. Bây giờ My sẽ cho mọi người coi cái bộ sách này có gì mà lại thần kỳ đến như vậy nha. Bộ sách này nó cung cấp cho mình 4 kiến thức nền tảng tiếng Anh không thể thiếu, bao gồm phát âm, từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng. Rất là đầy đủ luôn. Thay vì mình phải mua 4 cuốn dạy cho 4 cái phần đó thì bây giờ chỉ cần có cuốn sách tiếng Anh cơ bản này thôi thì mình có thể học hết luôn rồi. Quá tiện lợi luôn. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn khám phá xem trong bộ sách này có gì nha. Đầu tiên là phần phát âm, thì cuốn sách này sẽ dạy cho chúng ta học chi tiết các phát âm về 44 âm tiết trong tiếng Anh và các kỹ năng như là trọng âm, nối âm và ngữ điệu. Có phải là các bạn rất là thắc mắc khi mà nếu mà học phát âm á thì mình làm sao để biết phát âm như thế nào cho đúng không? Các bạn đừng lo, vì Eli đã đính kèm một cái file nghe được thu âm tất cả các bài học trong phần phát âm nè, để cho các bạn nghe, luyện nghe và nói. Tất cả các phần đó thì đều được thu âm bởi người bản xứ, vì vậy thì mình có thể nghe đi nghe lại và luyện tập rất là hiệu quả. Sau khi mà học xong phần phát âm á thì chúng ta sẽ chuyển qua phần thứ hai. Phần này thì sẽ được chia theo các bài, mỗi bài là gồm có từ vựng, ngữ pháp và 4 kỹ năng nghe nói đọc viết, sẽ được chia theo cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Bây giờ mình sẽ nói cho mọi người biết là phần từ vựng được học như thế nào nha. Ta-da! Đây, mỗi cái từ vựng như vậy á thì được đi kèm với hình ảnh luôn, rất là bắt mắt và nhìn thì rất là dễ nhớ, rất là xinh xắn đúng không? Đây thì dưới cái mỗi từ á thì sẽ có phần phiên âm và đi kèm với cái bản audio để cho mình có thể học cách nói cái từ đó luôn. Và khi mà học bằng hình ảnh á, mình dễ nhớ và nhớ rất là nhanh, thậm chí là có thể áp dụng được luôn đó mọi người. Tiếp theo là sẽ đến phần ngữ pháp. Ngữ pháp là một kiến thức nền tảng không thể thiếu đối với các bạn học sinh, vì đa số là trong các bài kiểm tra và bài thi thì cái phần ngữ pháp chiếm cái phần rất là lớn đúng không? Và đặc biệt đó là rất là phù hợp với các bạn học sinh. Ngữ pháp được cung cấp từ cơ bản như là các thì, các loại từ cho đến nâng cao hơn như là các câu so sánh, câu điều kiện hay là mời đề quan hệ. Hồi đi học thì My sợ nhất là thì quá cứ đơn á, nhưng mà với cái các cái bài giảng dạy chi tiết trong cuốn sách này á, cùng hướng dẫn cách chia động từ nè và các ví dụ minh họa đi kèm rất là chi tiết, nên là bây giờ My đã có thể tự tin hoàn thành 100% các cái phần bài tập kèm theo không sai con nào luôn. Ghê không? Và các cái bạn mà đang chuẩn bị ôn thi chuyển cấp hay là các bạn mà sắp bước vào kỳ thi đại học á, thì cuốn sách này thật sự là không thể thiếu với các bạn luôn. Nó sẽ giúp các bạn nắm vững được kiến thức hơn và mình sẽ rất là tự tin vô thi. Và sau khi mà đã nắm vững phần phát âm, học xong phần từ vựng và ngữ pháp, còn chần chờ gì nữa mà mình không sẵn tay áo lên và cùng thực hành 4 kỹ năng nghe nói đọc viết thôi nào. Trong cuốn sách này á sẽ có hướng dẫn có đi kèm phần bài tập cho chúng ta để luyện tập cả 4 kỹ năng luôn. Còn một phần rất là đặc biệt khác
My rất là thích luôn. Và nhắn mạnh với các bạn là My rất là thích nha. Đó chính là phần đáp án. Đáp án của bộ bài á được giảng giải rất là chi tiết và cặn kẽ. Ngoài ra thì các bạn có thể cùng khám phá thêm quà tặng tại link mà My để ở phía dưới nha. Cuối cùng thì My chỉ muốn nói là cái cuốn sách tiếng Anh cơ bản này thật sự rất là cần thiết cho những bạn đang muốn học tiếng Anh cơ bản, hay là những bạn mà bị mất gốc tiếng Anh muốn học lại tiếng Anh từ đầu giống như My. Và cái cuốn sách tiếng Anh này á, nó giúp cho mình tạo được hứng thú khi mà học rất là nhiều, giúp giảm cảm giác chán nản nữa. Gọi là mình bị ví như là khi mà học tiếng Anh này giống như là mình đọc truyện tranh vậy á. Nên là rất là mong cái chia sẻ ngày hôm nay của My cũng sẽ giúp cho các bạn cải thiện được cái phần tiếng Anh của mình. Và cái link mà để đặt mua sách á, thì My có để ở bên phần mô tả ở bên trên, các bạn hãy cùng tìm hiểu nha. Và bây giờ thì lại tiếp tục đi học tiếng Anh thôi. Bye bye mọi người.